Sáng nay 17 tháng 8, tại Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Quốc tế Sài Gòn SECC, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam, Việt Nam Medipharm Expo 2017. Triển lãm do công ty Vinesat, Bộ Công Thương và Hội Thiết bị Y tế thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Việt Nam Medipharm Expo 2017 trưng bày các sản phẩm y tế công nghệ cao gồm 5 nhóm ngành hàng chính, bao gồm thiết bị y tế và thí nghiệm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị thẩm mỹ, máy móc chế biến, đóng gói dược phẩm, thiết bị nha khoa, thiết bị nhãn khoa của 250 doanh nghiệp với hơn 350 gian hàng của các tập đoàn lớn, các công ty đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ như Việt Nam, Mỹ, Đức, Ý, Pháp, Ukraine, Belarus, Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Malaysia, Singapore, Pakistan, Thái Lan. Nổi bật là các khu gian hàng quốc tế như khu gian hàng Nhật Bản trưng bày các sản phẩm y tế công nghệ cao, khu gian hàng Ấn Độ về dược phẩm, thiết bị thí nghiệm, gian hàng Trung Quốc với nhiều sản phẩm đa dạng về ngành nghề và chủng loại như sản phẩm MIS phẫu thuật khối u, bộ phát hiện độc tố, các xét nghiệm chẩn đoán nhanh, các loại cơ điện, khoan y tế dùng cho phẫu thuật chỉnh hình, nghiên cứu lĩnh vực phẫu thuật ít xâm lấn và phẫu thuật nội soi, dược phẩm thảo dược. Khu gian hàng Hàn Quốc giới thiệu các máy chế biến, đóng gói dược phẩm, hóa mỹ phẩm, thiết bị thẩm mỹ, nội thất bệnh viện, thiết bị khám chữa và điều trị bệnh, thiết bị nhãn khoa, nha khoa. Khu gian hàng Singapore trưng bày các sản phẩm máy ly tâm thí nghiệm, lồng ấp trẻ sơ sinh, linh kiện kim loại chính xác cho ngành y tế sinh học, hệ thống đo lường đa năng kết hợp quang học, laser. Đặc biệt, khu gian hàng của Việt Nam gồm hầu hết các nhà sản xuất, các công ty thương mại, nhập khẩu lớn như công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tài Phát, công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa, công ty cổ phần trang thiết bị y tế Nguyên Quốc, công ty trách nhiệm hữu hạn trang thiết bị y tế Hoàng Kim, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Nguyễn Vi, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Ý. Bên lề triển lãm còn có hội thảo giới thiệu thị trường y dược Việt Nam, các quy định và chính sách hiện hành do Hội Thiết bị Y tế thành phố Hồ Chí Minh, Cục Quản lý Dược Việt Nam, Bộ Y tế, vụ trang thiết bị và công trình y tế Bộ Y tế chủ trì. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 19 tháng 8 năm 2017.